Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bất động sản giá tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án mới thuộc với tổ dân phố 5, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án này đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý khách hàng có nhu cầu. Ở trong dự án này thì căn thấp nhất hiện tại là 2 tỷ 750 triệu nha mọi người. Nhưng hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay cái căn đẹp nhất và rộng nhất ở đây với cái diện tích là 38m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng đông bắc nha mọi người. Và đây là căn lô góc hai mặt thoáng. Đặc biệt với cái vị trí của cái căn nhà này thì xe Kia nhỏ có thể đỗ vào tận ở bên cạnh nhà nha mọi người. Đó. Mặt tiền của ngôi nhà này là 4m1, rất là thoáng. Thiết kế toàn bộ mặt ngoài được ốp đá granite và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là lớp cửa cuốn nha mọi người. Ở đây như mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó, là cửa cuốn mặt ngoài. Nằm ở trong cái khu dân cư đông đúc cũng như là cái dân trí cao, hàng xóm thì thân thiện. Và toàn bộ thì đã về pháp lý, sổ đỏ đã có đầy đủ rồi nha quý vị. Với những cái căn nhà xây như thế này thì Ngọc Ánh chia sẻ một chút để mọi người có thể biết là ở đây, toàn bộ ở đây xây theo hình thức liền kề, tuy nhiên tường riêng, móng riêng và cột riêng nha quý vị. Đó. Và mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà này. Thiết kế ra sao? Với diện tích 38m², căn nhà này thì giá chào bán 3 tỷ 750 triệu đồng và bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với căn nhà này thì quý vị có khoảng tầm 1,3 tỷ đồng thôi là có thể sở hữu rồi nha mọi người. 1,3 cho tới 1,5 tỷ đồng. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng tối đa là 20 năm và tối thiểu là 3 năm. Quý vị nào muốn biết thêm thông tin về tư vấn về ngân hàng thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh nha. Và phần hoàn thiện của ngôi nhà thì ở trên video mọi người cũng có thể nhìn thực tế nó rất là rõ. Gạch lát nền, hệ thống trần thạch cao, hệ thống sơn và cái phần hoàn thiện nội thất cơ bản bên trong đều đã được hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ. Căn nhà này như Ngọc Ánh chia sẻ nó là lô góc mọi người ạ. Hai mặt thoáng, đó, cửa sổ ở đây thoáng hai bên và ở đây là có một cái cửa ngách nữa nha mọi người. Mở ra phía đằng sau đây. Có thể mọi người có thể ngắm nghía luôn. Ngọc Ánh thì review rất là thật, rất là chi tiết. Có sao thì nói thế thôi mọi người ạ. Vị trí của cái căn nhà này thì nó gần như nó ngay đằng sau The Pride Hải Phát Hà Đông mọi người ơi. Chắc là mọi người sẽ biết cái chung cư The Pride Hải Phát Hà Đông đấy đúng không ạ? Đây là phần phòng khách của ngôi nhà nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Toàn bộ gạch lát nền, kích thước là gạch 60-60 vân đá. Và cái phần màu sơn của ngôi nhà cũng vậy. Màu sơn là màu trắng, hơi ngả vàng một chút, tuy nhiên thì nó cái màu sắc nó khá là hài hòa và rất là dễ dàng kê đồ nội thất ở bên trong nha mọi người. Tầng 1 của ngôi nhà thì chủ đầu tư có thiết kế thêm một cái phòng bếp ở đây. Như mọi người nhìn thấy ở đây, phòng bếp thiết kế rất chỉnh chu lên trên chớ tận trần này để tiết kiệm cái tối đa cái diện tích sử dụng nhưng cũng như là đáp ứng đầy đủ cái công năng. Toàn bộ xung quanh bếp thì là được ốp kính ốp bếp này. Và tủ bếp ở đây thì thiết kế là tủ gỗ thịt và sơn màu trắng nha mọi người. Đó, hai cái tông màu ở đây, trắng và nâu. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Với căn nhà này thì thiết kế rất là chỉnh chu, chu đáo, đầy đủ và rất là đẹp. Đồng thời ở tầng 1 này thì còn có một nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Từ vị trí của ngôi nhà này, Ngọc Ánh chia sẻ luôn là đi ra tới trục đường Lê Văn Lương nó chỉ rơi vào khoảng tầm 300m thôi mọi người ơi. Đó, nó chỉ ra tới trục đường Lê Văn Lương kéo dài nó chỉ tầm 300m thôi, đi lên trung tâm Hà Đông rất là gần. Đi tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ở đây nó chỉ tầm 2km thôi. Và đi lên tới trung tâm Hà Đông từ vị trí ngôi nhà này thì nó chỉ khoảng tầm 3km, đi lại rất là thuận tiện nha mọi người. Với phần phòng khách và phần tầng 2 ở đây, ngăn cách giữa phòng khách và cái cầu thang đi lên thì có một cái vách CNC trang trí hoa văn ở đây cũng rất là đẹp và tinh tế. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhé. Bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, như mọi người có thể quan sát ở đây, toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá tự nhiên. Và tay vịn cầu thang thì là thiết kế là gỗ lim Nam Phi mọi người nha. Với cái vị trí của ngôi nhà này thì Ngọc Ánh có chia sẻ thêm với mọi người, nó gần như nó nằm ngay cạnh khu đô thị Văn Khê và nó rất là gần với lại công viên Thiên Văn Học.
ở Dương Nội mọi người ạ, rất là gần với lại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. Với vị trí của ngôi nhà này thì nó phải nói là xuất sắc nha mọi người. Với cái diện tích và cái xây dựng thì cái giá rất là hợp lý. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, rất là mát. Đó, mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Ở đây còn có một cái vườn bưởi đằng trước nhà nữa, rất là thoáng. Có ban công mở hướng ra phía bên ngoài đấy mọi người ơi. Và ở đây đây quý vị có thể nhìn thấy luôn, ở đây là có tòa chung cư The Pride Hải Phát này, Golden Seal này. Như quý vị nhìn thấy đây. Đó, tòa chung cư The Pride Hải Phát đây. Gần như căn nhà này nó nằm ngay đằng sau luôn mọi người ạ. Với cái tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế khá là độc đáo bởi vì cái thửa đất của nó mọi người ơi. Trên tầng 2, phần đây là phòng ngủ thì chủ đầu tư thiết kế sàn gỗ công nghiệp. Đặc biệt còn có một cái ở bên trong nữa mọi người ạ, còn có một cái phòng nữa nha. Theo Ngọc Ánh thì thực ra với lại mà ở đây cũng có cửa sổ đầy đủ này. Với cái gian phòng này thì quý vị có thể để tủ quần áo, đây là ý kiến cá nhân thôi ạ. Mọi người có thể để tủ quần áo các thứ, còn ở bên kia là mình làm phòng ngủ. Bởi vì cái căn phòng này, cái thửa đất này thiết kế nó rộng mọi người ơi, nên là chủ đầu tư cố tình thiết kế như thế này cho nó hợp lý. Đây, cửa sổ, ui, mở ra mát lắm luôn. Cửa trước, cửa sau mọi người ạ, bởi vì căn nhà này nó là lô góc, lại là rất là thoáng nữa. Với cái phòng ngủ này nó đã rộng rồi. Tiếp theo, nhà vệ sinh nha mọi người. Nhà vệ sinh ở trên phía tầng 2. Một cái căn phòng vệ sinh, một cái không gian rất là rộng, thiết kế thì nó rất là mở. Gần như là trong video của Ngọc Ánh hình như là chưa có một cái nhà vệ sinh nào thiết kế nó như thế này. Thì Ngọc Ánh sẽ nói chi tiết hơn một chút nha mọi người. Toàn bộ cái phòng vệ sinh này thì nó rộng này. Hệ thống sen cây này, hệ thống bàn đá này, hệ thống bồn cầu này, liền khối. Và đặc biệt hơn là khi mà bước chân vào phía nhà vệ sinh ở đây, thì ở đây là chủ đầu tư thiết kế cho mình một cái khu vực mà để đồ luôn này, khăn tắm cũng như là quần áo trước khi ấy đây, để đồ trong phòng vệ sinh này rất là hợp lý nha mọi người. Kệ để đồ, tủ để đồ, trang trí mà nó đáp ứng tối đa cái công năng sử dụng cho cái diện tích mình ở. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và toàn bộ cửa thông phòng, các phòng ngủ thì được thiết kế là cửa gỗ nha mọi người. Đây ạ. Đây là phía căn tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như thế. Vậy tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế nó hơi khác biệt một chút so với tầng 2 mọi người ơi. Ở trên tầng 3 này là chia hẳn ra là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 3 đây mọi người ạ. Phòng ngủ vuông vắn, cửa sổ thông thoáng, cửa ban công luôn nha mọi người. Rất là thoáng. Vị trí của ngôi nhà thì đi ra trung tâm rất là gần, xe cộ đi lại thuận lợi. Chợ trường phường trạm thì ngay gần xung quanh nhà, vị trí bán kính khoảng tầm 700-800m thôi mọi người nha. Đây, cửa thông phòng. Trên tầng 3 này thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ nữa mà thay thế vào đấy là lát gạch kích thước 60-60 vân đá nha mọi người. Mà cái màu vân đá này nhìn nó rất là lạ nha mọi người. Đó, nhưng mà quý vị theo dõi kênh của Ngọc Ánh lâu thì quý vị sẽ biết rằng là thường thường ở trên video của Ngọc Ánh là thường thường cái màu gạch đa phần là chủ đầu tư thiết kế màu màu trắng vân đá, nhưng mà đây cái màu gạch này Ngọc Ánh thấy rất là lạ và rất là sạch. Cái phòng ngủ tiếp theo ở phía tầng 3 đây mọi người ạ. Phòng ngủ này thì nó nhỏ hơn tầng cái phòng ngoài kia một chút xíu, nhưng mà không sao, vẫn đáp ứng được cái việc kê đồ đạc ở đây là vẫn là ok mọi người nha. Vẫn vuông vắn, cửa sổ thông thoáng trước sau. Tất cả các phòng ngủ thì đều thiết kế đầy đủ với hệ thống ống chờ, dây chờ vã, chờ điều hòa, cửa thông phòng. Đó. Và tầng 3 một nhà vệ sinh nữa. Đây. Rộng. Quá là rộng luôn mọi người ạ. Nhà vệ sinh này rộng lắm. Nếu như mà quý vị nào về có thích lắp thêm cái vách kính để tắm nữa thì cũng khá là ok. Đây, và cũng có cái kệ để đồ, tủ để đồ ở dưới phía nhà vệ sinh. Vậy tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người lên khám phá cùng Ngọc Ánh nhé. Và bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, ngạc rất là ngạc nhiên mọi người ơi, với cái ngôi nhà này 38m2, thiết kế tận 5 phòng ngủ lận luôn mọi người ạ. Đấy. 5 phòng ngủ nha mọi người, Ngọc Ánh xin nhắc lại. 5 phòng ngủ, tầng 2 là cũng 2 phòng, tuy nhiên thì tầng 2 cái thiết kế theo kiểu nó hơi khác một chút. Còn tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế mỗi tầng 2 phòng. Cửa sổ thoáng trước sau rất hợp lý, vị trí đi lại rất thuận tiện. Đó.
Và nhà vệ sinh tầng 4 đây. 4 phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Chỉn chu, rất là đẹp, cái phần hoàn thiện lên rất là đẹp mọi người ạ. Cái màu sắc nhã nhặn trong cái căn phòng vệ sinh này. Màu rất hợp lý, màu ghi nhìn nó rất là tươi trẻ cũng như là tinh tế. Màu sắc của nó cũng rất là sang. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ và hướng ra bên ngoài, cửa ban công. Cái hướng nhà này thì đông bắc rất là mát. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà nhá. Bước lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau mọi người ạ. Ở đây là khu vực để không gian phòng thờ. Đó. Một cái không gian khá là rộng. Và phần còn lại đó là cái khu vực sân phơi. Uầy. Mọi người có ơi, cái sân phơi này nó quá là rộng luôn ý. Bác nào mà thích trồng lan hoặc là hoa, yêu thích hoa thì đây là một cái căn nhà mà rất đáng để lựa chọn. Đấy, mọi người có thể nhìn xung quanh từ phía trên tầng 5 giúp em đây. Các tòa chung cư gần như của Hà Đông là mọi người ở đây đều có thể ngắm được nha. The Bright Hải Phát này, Golden Seal này, xa xa cái gì là MSQ này. Yeah, quá đẹp luôn. Cái không gian đây mọi người có thể nhìn thấy cái không gian sân phơi này. Trời ơi, ta nói nó đã luôn ý. Và mọi người ơi, nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, cụ thể về căn nhà này và vị trí các khu vực khác, thì vui lòng nhớ đến Ngọc Ánh và gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể là những quý vị đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.